C9H12. Trước khi viết thằng này thì chúng ta phải biết là nó là gì, nó có K bằng bao nhiêu. Bởi vì ở đây người ta không cho giải đồng đẳng của aren hay là alkyng benzen. Aren hay alkyng benzen thì K bằng 4, còn không nói gì thì chưa biết K bằng bao nhiêu, do đó phải đi xác định. Carbon là S9, là carbon là S4, còn hydro là S1. K bằng tổng liên kết pi gồm cho vòng. Cái này công thức 2S4 trừ S1 cộng 2 chia 2. 2 nhân cho 9 trừ đi 12 cộng 2 tất cả chia 2 bằng bao nhiêu? Phải bằng 4 không em? Rồi bạn nghe kỹ, bằng 4 mà đây người ta kêu có vòng benzen. Vòng benzen thì thỏa mãn K bằng 4 luôn rồi. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Đây. Như vậy cái thằng này được cấu tạo gồm có vòng benzen và cái nhóm thế gắn thêm vòng benzen là nhóm thế chứa liên kết đơn. Vì nếu nó chứa liên kết đôi thì K bao giờ vượt qua 4, hiểu không bạn ơi? Được chưa nhờ? Và sau này mình dám khẳng định các bạn luôn, sau này chúng ta những cái bài tập của chúng ta mà chúng ta tính được K bằng 4, được chưa? Chúng ta nhớ thay là K lớn hơn bằng 4 thì chắc chắn có vòng benzen em nhé. Và đó là điều khẳng định. Vì chương trình chúng ta chỉ khảo sát như vậy thôi, không khảo sát hơn đâu. Rồi. Thầy nhờ Vũ tí nào. 9 sẽ bằng 6 cộng mấy Vũ ơi? Vũ rồi. 9 bằng 6 cộng mấy em? Dạ 963. Rồi. Rồi 9 bằng 6 cộng mấy cộng mấy? Dạ 9 bằng 6 cộng 1. Thì đây là mấy? dạ 2 Rồi. Ờ, 9 bằng bao nhiêu cộng bao nhiêu cộng bao nhiêu? Phải bằng 6 dạ cộng 1 1 cộng cộng 1 1 cộng cộng 1. 1 Rồi. Nói như thế này các bạn dễ hiểu không à? Tức là ở đây là chúng ta sẽ có gì? Có vòng benzen và một nhóm thế gắn ngoài vòng benzen. Vòng benzen và hai nhóm thế gắn ngoài vòng benzen. Vòng benzen và ba nhóm thế gắn ngoài vòng benzen, bạn hiểu không? Dễ hiểu chưa? Được chưa? Được chưa Quyên ơi? Trên trường thì cô giảng cái phần này nó hơi dở và không có làm theo cái khung phân tích đề như thầy. Vì vấn đề viết đồng phân benzen là vấn đề mà tôi rất là tâm tâm đắc, tôi đưa ra quy tắc được. Sau này bạn học hết thì bạn sẽ có quy tắc thơm 1414. Chúng ta tới cái phần phenol, thầy sẽ dạy cho bạn quy tắc 1414. Còn thì hiện tất bây giờ là chúng ta chưa học tới đó đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khảo sát thứ nhất là nó có gì. Trường hợp một là có một nhóm thế ngoài vòng benzen, mình ghi như thế này cho bạn rõ này. Đó, đây là trường hợp một em nha. Một nhóm thế gắn thêm vòng benzen thì bạn hiểu như thế này. Cái R chúng ta đang là 3C, 3C chúng ta có một bột không, được không ạ? Cái vòng benzen chúng ta gắn ở C nào? Trong bột không này thì mình thấy là cái C đầu và C cuối đối xứng. Như vậy vòng benzen gắn được vào mấy vị trí? Đó là những vị trí nào? Mời Trang nào. Vòng benzen gắn vào mấy vị trí em? Trong ba cái C thầy vừa việc viết ra đó thì vòng benzen gắn vào những vị trí nào? Alo Trang đó. Vòng benzen gắn vào được mấy vị trí? Bạn có hiểu không ạ? Chưa hiểu mấy thôi. Rồi, bằng chi bạn có hiểu không ạ? Dạ hiểu rồi. Vòng benzen gắn vào mấy vị trí em? Dạ hai vị trí đó. Đó là xanh với trắng đúng không? Đúng đúng không? Dạ Đúng không? đúng rồi. Đúng đúng rồi. Vậy thôi chứ Trang, có gì đâu. Giống ngày trước mình gắn clo vào hả Trang? Thì không Trang ơi. Thầy giảng em có hiểu không? Em hiểu không? Hiểu. Đó.
Đó, còn trong trên trường là thầy cô viết kiểu khác, vòng bay nhanh CH2, CH2, CH3, sau đó 777 mà em không hiểu gì hết. Đúng không Vũ? Trên trường là thầy cô làm như thế này nè, chính xác nè, vòng bay nhanh mấy đứa nha. Thì còn đây là C C C C này, CH3, CH2 này, CH2, CH3 này, đúng không? Sau đứa là mấy đứa bẻ thằng này, mấy đứa gắn qua bên này được cái đầu phần này. Nói như vậy sẽ rất là khó hiểu, nói như thầy là đơn giản hơn. Rồi, sau đó thầy điền hero thôi. Để thầy tôn trọng những gì thầy đã làm, thầy sẽ điền hero bằng màu khác. Bây giờ mình đừng điền hero vội, điền hero rất là dễ. Rồi, cái gì đó ta cho màu bạc đi, màu đồng đi. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ chúng ta đến trường hợp 2. Vòng Bayesian này. Có một nhóm thế gắn theo vòng Bayesian, được chưa? Và nhóm thế còn lại sẽ nhảy. Như đã nói là trong trường hợp này nó sẽ có 3 vị trí, đó là Octometa và Para, đúng không em? Trước khi làm điều này thầy sẽ mượn một tí thời gian để thầy gọi tên cái thằng đầu tiên này đã. Chúng ta có như thế này. Đây là máy nha. Cái thằng này là cái thằng bro-bin này đúng không em? Cái này là bro-bin này. Cái vòng Bayesian của chúng ta là đọc là Bayesian. Đây là tên gốc trước. Còn thằng này chúng ta có tên thường là Cumin. Cumin này tên được sử dụng khá là nhiều. Rồi. Và chúng ta có thể viết gọn nó, chỉnh nó là như thế này, CH3 CH CH3. Đây cái vòng bay gian chúng ta có thể ghi như thế này cũng được tùy. Thì cái đó mình thấy này, cái thằng này là gốc này. Gốc ở đây là gốc iso, còn thằng này là benzen. Tên gọi khác của hắn là iso bro pin benzen. Các bạn nào có ý kiến gì về hai cách gọi tên của hai cái đồng phân ở trong trường hợp thứ nhất không ạ? Dễ hiểu không em? Dạ, dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu không Bảo ơi? Được rồi. Ok. Tiếp tục. Là bây giờ chúng ta sẽ xét hai nhóm thế gắn thêm vòng Bayesian. Nhìn đây. Chúng ta nhìn nhau. Đó là C và C2. Bây giờ thầy sẽ gắn một nhóm CH2 trên này. Nhóm còn lại là C2, tức là CH2, CH3. Bạn bạn hiểu cái dấu gạch ngang của thầy không? Thầy chưa đính vào cái vị trí nào vòng Bayesian cả. Thầy đang dự đoán nó gắn ở đâu. Rồi. Bây giờ nhìn thấy này, thì ở đây mình nhìn thấy như thế này. Ở đây là hai vị trí octo, vị trí 12 này, đây là vị trí meta này. Đây là vị trí para. Như vậy khi vòng Bayesian chúng ta có sẵn hai nhóm thế thì luôn luôn gắn vào hai vị trí. Rồi gắn đầu vào ba vị trí, đó là octo, meta và para. Đầu tiên là octo trước. CH3 CH2 CH3. Tiếp tục. Bị vướng này quá nhờ. Trong đây cũng được, không sao cả. CH3 đây, meta đây. Rồi. Tới đây được chưa bạn ơi? Rồi bây giờ cái khó nhất là chúng ta gọi tên. Được chưa? Gọi tên này. 1 2 3 4 5 6. Bây giờ thầy sẽ gọi tên theo thay tên thay thế. Chi, em học trên trường rồi cho thầy biết là khi nào chúng ta gọi tên có tên thay thế của bên dền. Cái vòng bên dền đó. Khi nó có máy nhóm thế trở lên. Đúng rồi, chúng ta chính xác có anh nhóm thế trở lên. Còn tại sao một khi có một vị trí thế chúng ta không có đọc theo tên thay thế? Bởi vì có một vị trí thế thì nó luôn luôn là nằm ở số 1, do đó đọc làm gì? Vòng Bayesian chúng ta sẽ được đọc tên thay thế khi xuất hiện hai nhóm thế trở lên. Được chưa? Như vậy với trường hợp này thì chúng ta sẽ đọc này. Thằng này là metin, thằng này là etin. Etin đọc trước, metin đọc sau.
được chưa? Rồi, nhưng mà về về nguyên tắc các bạn ơi, mình đánh số như thế nào cho hợp lý? Đó mới khó nè. Đáng lẽ là E đầu trước có thể đánh nó từ số 1 đúng không? Nhưng mà thằng này có nhiều lý do khác nhau lắm. Được chưa? Như vậy đây chúng ta sẽ đánh cho cái thằng E tinh là số 1. Hiểu không em? Như vậy đấy, đây là số 1 này, bỏ lại mấy này đây, đây số 1 này. Thì đằng này là 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Được chưa? Thì đằng này đọc là 1 E tinh, 2 mê tinh, bè nhèn. Đó, chúng ta đánh số sao cho tổng số chỉ là nhỏ nhất, tổng số chỉ là bằng 3. Nhưng mà thằng E đọc trước thì đánh nó là số 1. Được chưa nào? Rồi, bây giờ bạn biết là ở vị trí 1, 2 này chúng ta có thể thay thế bằng cái chữ đọc tên khác, đó là octo. Mang cho giữ nguyên E tinh, mê tinh. Có nghĩa là octo này ra đời là thay thế cho cái số 1 và số 2 trong này. Gom 1, 2 lại đọc là octo. Được chưa nhờ? Rồi, benzen. Các bạn có hiểu điều này cho để thầy giảng tiếp. Được chưa bạn ơi? Alo, alo, các bạn hiểu được không ạ? Mà đứa không hiểu gì hết ta. Hiểu không Vũ ơi? Dạ, Rồi, bây giờ cái thằng này nếu bây giờ bạn biết là gì? Nãy mình có nói về gì rồi? Hiện tượng là tôi yêu em đó rồi. Đây. Tôi yêu em đúng không? Tôi yêu em CH3. Như vậy bây giờ chúng ta có thể đọc tên thường của nó bằng cách đọc tôi yêu em. Như vậy phần này là phần tôi yêu em. Đúng không em? Cái thằng này nó nằm ở vị trí octo. Thì đó là octo etin toluen. Cũng được em nhé. Đó, đó là tên gọi khác của nó. Thằng này tương tự. Thằng này biến số 1 thành số 3, số 2 thành số 3, biến thành meta. Và dưới này biến thành meta thế thôi. Tương tự em nhé. Đây là 1 4 para thế thôi. Có ý kiến gì về trường hợp thứ hai này hay không? Hả? Nếu không ý kiến thì chúng ta đến trường hợp thứ ba. Đây nó có trường hợp thứ ba này. Rồi nó có ba nhóm thế em nha. Ở đây thầy có một nhóm thế CH3 và hai nhóm thế còn lại chưa biết gắn ở đâu. Chưa biết gắn ở đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đánh số 1 2 3 4 5 6 và để kiểm tra chúng ta nó có trùng hay không thì thầy đánh ngược lại. Đánh trong vòng thì đây vẫn là số 1. 2 thầy đánh ngược chiều cái đồng hồ. 3 4 5 6. Bây giờ thầy dùng quy tắc là tiến không lùi. Tiến không lùi là gì? Như vậy bạn hiểu như thế này, cái vị trí CH3 này đã gắn ở carbon số 1 rồi. Bây giờ hai vị trí còn lại hiểu trên vòng bao nhiêu một vị trí chỉ được gắn một nhóm thế mà không gắn được hai nhóm thế. Tại sao là như vậy? Tí nữa thầy giải thích. Rồi bây giờ này, hai nhóm thế còn lại sẽ gắn ở vị trí 2 3 2 4 2 5 2 6, tiến không lùi em nha. Tiếp tục là gì? 3 4 3 5 3 6. Tiếp tục 4 5 4 6 và cuối cùng là 5 6, tiến không lùi đấy. Rồi, bây giờ bạn nhìn nha. Bây giờ chúng ta đang ở 23. 23 thì nó trùng với bao nhiêu? Mình nhìn ngoài nhưng mình tìm điểm trong nó trùng. 23 trùng với 56, bỏ 56 này. Tiếp tục 24. 24 trùng 46, bỏ 46 này. Tiếp tục 25. 25 trùng 36, bỏ 36 này. 26. 26 trùng 26 này. 34. 34 trùng 45, bỏ 45 này. Rồi 35. 35 trùng 35 là hết. Như vậy khi trên vòng Bayesian chúng ta có 3 nhóm thế thì chúng ta có tối đa là 6 vị trí thế. Được không em ơi? Tới đây bạn hiểu chưa, để thầy giảng tiếp. Rồi, Quyên ý kiến như Quyên ơi. Dạ không ạ. Rồi, Trang hiểu không Trang ơi? Dạ thôi.
Rồi ok, nếu bạn hiểu rồi, bây giờ thầy giảng này. Bây giờ thầy sẽ gắn nó vị trí 2, 3. Hai ba là thầy nói ở ngoài vòng em nha, chứ không phải nói trong vòng đâu nè. Tiếp tục. Hai bốn, một này, hai này, ba này, bốn này, hai bốn thì đây, hai đây, bốn đây. Chúng ta viết đây chúng ta mới trùng, hay không thì chúng ta bỏ nữa. Hai năm, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Tiếp tục. 1 2 6 đây, 1 này, 2 này, 6 này. Như vừa một không sẽ thấy. Chúng ta nhìn cái số ngoài vòng đó nha, đừng nhìn trong vòng để kiểm tra trùng. Vậy bây giờ viết là nhìn ngoài vòng thôi. Tiếp tục là 1 3 4. Đây là 1 này. 2 này, 3 này, 4 này. Và cuối cùng của chúng ta đó là 1 3 5. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Rồi, trong 6 thằng này thì nó còn có thể trùng được nữa. Rồi trùng như thế nào thì chúng ta nhìn. Chúng ta nhìn nhanh như thế này. Chúng ta thấy thằng 3 thằng đầu tiên là ba cái CH3 kề nhau. Ba xét ba kề nhau này thấy không? Như vậy hai thằng này trùng nhau. Được cho em, như vậy bỏ đi một thằng. Tại đây bạn hiểu chưa, để thầy giảng tiếp. Âm tính bạn xoáy là nó trùng ấy mà. Hiểu không ạ em ơi? Alo alo, bạn hiểu không ạ? Tiếp tục. Tiếp tục chúng ta có là hai liền cách 1 tới 1. Hai liền này, cách 1 tới 1 này, chúng ta nhìn theo hai chiều em nha. Hai liền cách tới 1 này, hai liền cách tới 1 này. Hai liền cách tới 1. Hiểu thầy nói không ạ? À? Hai thằng liền này, cách 1 C tới 1 này, như vậy trùng này. Như vậy trong trường hợp này nó chỉ có 3 đồng phân thôi. Các bạn hiểu chưa? Được chưa em ơi? Hiểu không đồng chí? Các bạn hiểu không ạ? Hả? Tôi giảng dạy mà bạn không hiểu thì do bạn, cho tôi không biết nói như thế nào nữa. Rồi. Đó là nãy giờ mình viết đầy đủ để mình hiểu. Bây giờ chúng ta làm nhanh này. C9H12 có bao nhiêu đồng phân? Trường hợp thứ nhất có hai bộ không? Đây, hai đồng phân này. Đây. Tiếp theo là thằng tiếp theo là 1 2 đâu, 1 này, 2 này, 3 này. 3 với 3 đây nữa là 8, như vậy chọn có đúng mà đây là cô B nha, 8 cái. Rồi bây giờ thầy làm nhanh hơn này. Chị làm nhanh nha. C9 này là bằng 6 3. Mình ghi như thế này cho bạn dễ hiểu này. Chúng ta đang là C9H12. Đầu tiên đó là C6H5 thì thằng này còn lại là C3H7. Đây là vòng Bayesian có một nhóm thế thì sẽ có một vị trí thế. Nhưng cái góc C3H7 này theo quy tắc đếm nhanh đồng phân 1 1 2 4 8 thì thằng này hai đồng phân. Như vậy bộ không thứ nhất hai đồng phân. Tiếp theo chúng ta là C6 và 2 C gắn vào vòng. Đó là CH3 và C2H5. Thằng này 1, thằng này 1. Theo quy tắc đếm bộ không á thì thằng này có một đồng phân. Rồi. Chúng ta sẽ đánh như này. C6H4 thì có 3 vị trí thế. Để cho nhân 1 cho 1 nữa thì vẫn là 3. 3 đồng phân. Để cho nhờ. Rồi, tiếp tục C6H3. CH3, CH3, CH3. Ở đây nãy mình chứng minh thì nó cũng có 3 vị trí, 3 đồng phân. Như vậy tổng đây có 8 đồng phân, bạn hiểu được chưa? Và đây mới là cái cốt này. Rồi, ta đi tiếp được chưa nhờ?